ngồi vào bàn ăn. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàng thỏ thuê. Thánh Vịnh 144 câu 15. Hạt cơm thơm ngon, chứa chan ơn trời, bàn ăn tươi vui, đượm ấm tình yêu thương anh em. Nguyện xin Cha ban chén cơm ân tình, người anh em con đang đói nghèo lang thang. Như phần trên chúng ta đã nói, ngồi bên nhau là một niềm vui lớn, một niềm hạnh phúc lớn. Vì vậy, những lúc ngồi bên nhau, nói chuyện với nhau, chơi đùa với nhau thật đáng có và đáng quý dường nào. Chúng ta cần tìm, cần tạo ra những cơ hội như vậy. Cơ hội ấy ngày nay càng ngày càng trở nên ít ỏi hơn, hiếm hoi hơn. Thật đáng tiếc, thậm chí bữa cơm trong nhiều gia đình hiện nay cũng ít khi có đủ cả nhà hiện diện. Con đi học một chỗ, bố đi làm nơi này, ca này, giờ này, còn mẹ lại đi làm chỗ khác, ca khác, giờ khác, vân vân. Thế là giờ cơm chung với nhau vơi đi, hiếm đi, không thay đổi được giờ giấc của công sở, của nhà máy, xí nghiệp, trường học. Chúng ta hãy tìm cách thay đổi lối sống, thay đổi cách nhìn của mình, đó là phải thật coi trọng, thật trân quý những giờ phút bên nhau, sống thật với nhau, nói chuyện với nhau, uống trà với nhau, ăn cơm với nhau. Tìm mọi cách để có những giờ phút như thế vào những ngày cuối tuần, vào những ngày nghỉ, vào những dịp lễ Tết. Đồng thời, tận dụng và biến những lần ít ỏi ấy thành một dịp gặp gỡ có thật nhiều phẩm chất của an vui, hạnh phúc. Dĩ nhiên, người Công giáo bao giờ cũng đọc kinh cầu nguyện trước giờ cơm và sau giờ cơm để xin Chúa thánh hóa, chúc lành cho của ăn của chúng ta sắp hưởng dùng, và cũng là để tạ ơn Chúa vì những gì Ngài ban. Đi dùng bữa tại nhiều nơi, trong các nhà dòng cũng như các gia đình, tôi thấy mỗi chỗ đều có cách thức, công thức cầu nguyện riêng. Thông thường là đọc, còn hát thì ít hơn. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe ra lời ca khá xa lạ với ý nghĩa một giờ cơm. Đây là công thức, là truyền thống hay đẹp chúng ta cần giữ nó. Nhưng nếu có thể thay đổi được, tôi xin giới thiệu ở đây một bài ca vừa tâm tình vừa ý nghĩa mà anh em trong dòng thánh thể vẫn thường hát trước mỗi giờ cơm, để có thể sử dụng thay cho những lời kinh, lời nguyện mà chúng ta vẫn quen đọc. Hạt cơm thơm ngon, chứa chan ơn trời, bàn ăn tươi vui, đượm ấm tình anh em yêu thương. Nguyện xin Cha ban chén cơm ân tình, người anh em con đang đói nghèo lang thang. Đây là bài hát, nhưng có thể để đọc rõ ràng là lời của bài ca này thật giản đơn, mộc mạc, cho nên rất dễ thuộc, dễ nhớ. Nếu chúng ta đọc thì cũng có vần có điệu. Chúng ta sẽ ngồi ăn với tâm tình như thế này, tâm tình tri ân và vinh danh Chúa, tạ ơn Ngài, biết ơn trời đất. Dù ăn uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Corinto chương 1 câu 10 31. Cơm thơm tho đây, thức ăn ngon miệng và hấp dẫn đây, mọi sự tốt lành đây, tất cả là ơn trời, là bao công lao vất vả, mồ hôi ướt liệm, dầm mưa dãi nắng, thức sớm về khuya của những nông dân chân nắm tay bùn, của những ngư dân vượt biển khơi, của những thương nhân buôn bán sớm chiều, của bàn tay cha lao động chắc chiêu, của bàn tay mẹ hết mình nấu nướng. Tâm tình hạnh phúc, vui tươi, ấm cúng, được có nhau, hiện diện bên nhau, nhìn thấy mặt nhau, được ăn ngon, được chuyện trò, được chia sẻ, được hỏi han, được chọc ghẹo, được phục vụ nhau. Tâm tình thương yêu và cầu nguyện cho bao nhiêu anh chị em đồng loại chung quanh còn khó nghèo, đói kém. Nào, những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thuở tạo thiên lập địa.
Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Matthew chương 25 câu 34. Giờ ăn cơm với nhau là những giây phút thật cần thiết, thật quý giá, thật phúc lạc. Cho nên chúng ta hãy hết mình sống trọn vẹn giờ phút này, tận hưởng giờ phút này. Đừng ăn một cách vội vã quá, đừng vừa ăn vừa lo nghĩ đến chuyện quá khứ, vừa ăn vừa tính toán những chuyện tương lai. Chúa dạy, đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đừng uổng phí dán mắt vào máy truyền hình, đừng uổng phí vừa ăn vừa đọc báo hay làm bất cứ việc gì khác.